ra tiếp tục với những cái phần view khác, view nâng cao khác thì auto complete tag view thì chúng ta tự làm, cái này nó khá là dễ. Tương tự như list view cơ bản, spinner cũng thế, tương tự như list view cơ bản, chỉ khác một điều là spinner thì nó phải dùng cái RAM, cái gì nhỉ, cái list view cơ bản chúng ta dùng một cái layout có sẵn của Android, đấy là item list, simple item list one đúng không? Thì cái thằng này nó sẽ là cũng là item nhưng mà spinner hay sao ấy. Đấy, spinner. Còn cái thằng này nó là cũng là item nhưng mà nó là như có một cái từ gì đấy nó liên quan đến complex gì đấy, thì mọi người tìm ở trong cái đóng tìm ở trong cùng với thư mục với cái item list simple one đấy thì nó có cả, thì chỉ cần thay đổi cái layout đấy thôi là là xong. Thì ở đây tiếp tục là chúng ta sẽ thử giả lập cái process 3 và process 3 dialog như nào nhá, hiển thị do tiến trình tay ngầm cập nhật dữ liệu lên cái process 3 này ra làm sao đúng không? Rồi chúng ta đi tạo một cái project mới nhé, new project. Gì nhỉ? Pro Grad 3 nhỉ? R Grad 3. Ok, thứ nhất nhá. Chúng ta vào xong project rồi nhá. Bên phần design thì chúng ta kéo thả một cái project 3 đi. Bên này nó có này. Chúng ta sang phần design nhá. Cái phần nó là legacy à? Trong trong legacy có. Legacy không có đúng không? Winget đúng không? Winget. Rồi. Đây nó có mấy cái loại version 3 này. Có cái loại quay tròn tròn này này. Đúng không? Có cái loại Horizon này. Có loại Sigma này. Đấy. Thì mình thử một cái xem nào mà. Thì tất cả những cái loại version 3 thì nó là đều quy cách nó như nhau cả. Ừ. Tròn tròn nó quay tròn tròn thì mình thử cái này trước này. Đóng lại này. Cái này mình bỏ đi nhá. Hello bỏ đi này. Mình kéo vào đây một cái step 3 vào đây. Chậm. Ô, thế này rồi à? Có khi được rồi. À, mình neo nó này. À, được rồi đấy. Neo lại này. Neo lại này. Neo lại này. Sau này chúng ta kéo dài ra, đúng không? À, đấy. Đấy. À, cái thằng này nó có ba thuộc tính, có ba thuộc tính chúng ta cần phải quan tâm. Thuộc tính thứ nhất đấy là cái max này, cái max là cái giá trị, max là cái giá trị từ đây đến đây do chúng ta phải đặt đúng không? À, là max, max định của nó hình như là 100 hay sao. Cái thứ hai là cái thuộc tính là gì nhỉ? Progress là cái thuộc tính là giá trị hiện tại. Đấy, còn một cái thuộc tính mờ mờ nữa. Nó là cái thuộc tính gì? Con này nó không nhìn thấy hiển thị. À, tí nữa chúng ta thử. Rồi nhá. Thì bây giờ là chúng ta xem thử là chạy lên thì chúng ta thử chạy lên xem nó là ra hình hài thế nào đã. Chạy thử nhá. Chúng ta chạy xong rồi nhá. Xem nào. À, nó ra này đúng không? Thì ra này có nghĩa là nó đang là một cái chưa có trạng thái gì cả,
Đấy, thì nó có ba trạng thái cơ bản. Ba trạng thái nhất là cái gì? Ta xem nhá. À, trạng thái thứ nhất đấy là của nó chính là cái mắc mắc này đấy, có nghĩa là giá trị lớn nhất của nó là bao nhiêu. À, ra đặt cho nó giá trị lớn nhất của thằng này là tầm khoảng 200 đi. Rồi qua đi như đâu nhỉ, nó mở preview ra đấy. Rồi cái thứ hai là cái secondary, thuộc tính thứ hai là secondary, là cái thuộc tính mà thuộc tính mờ mờ ấy, thuộc tính gì mà thuộc tính mờ mờ ấy này. Chúng ta nhìn nhá, secondary này mình để tầm khoảng 50 cho nào, hoặc là 80. Đây nhìn, mọi người nhìn thấy cái thuộc tính này không, nó giống như mà trong video ấy, nó dùng cái này đấy, trong video, trong web video ấy, nó dùng cái này, nó chạy, nó để cho ta biết được là dung lượng cái file video này nó tải được bao nhiêu rồi. Thế mà mọi người nhìn thấy không? Đó đúng không? Đấy, chính là cái thuộc tính đấy. Rồi, cái thuộc tính tiếp theo đấy là thuộc tính progress, đấy là thuộc tính giá trị hiện tại của cái thanh này nó đang chạy đến đâu, đúng không? À, giá trị hiện tại. Giá trị hiện tại nhá. Mà progress. Và thì progress của nó thì chúng ta đặt, chúng ta không nhìn thấy đâu. Ví dụ như là đặt 20 đi, chúng ta cũng không nhìn thấy. À đây, progress là giá trị là đặt 20 đi. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy là nó đỏ đỏ này, có nghĩa nó chạy được tầm này thôi. Đấy, nó chạy được thì giá trị hiện tại nó đang chạy. À, thì 20 này có nghĩa là 20 của 200. Đấy, nó dựa vào cái giá trị này nó để nó phân bổ này. Ví dụ thằng này là 100 thì thằng 20 này nó sẽ là to lên, nhiều lên. Đấy, nhìn thấy chưa? Ok. Đấy. Thì ngoài thì tương tự như thế thì chúng ta nhìn thấy là có một cái thằng nữa là cái thằng X3 thì nó cũng tương tự này, nhưng mà thằng X3 thì nó có thêm cái gì ạ? Nó có thêm. Đây, chúng ta dùng X3, chúng ta kéo một cái X3 luôn nhá, xem thì nó thế nào. Sang phần design này. Và quay quyết này, có một X3 này. Đây này, X3 nhìn cho các bạn nhìn thấy có cái thăm chưa? Đấy, kéo luôn cái X3 vào đây. Đúng không? Nó dài ra chút đúng không? Đấy. Thì nó cũng là một dạng process 3. Ta neo nó này, neo kiểu dưới này chẳng hạn này, neo xuống thằng này, neo trái này, neo phải này. Đấy, thì cái thằng này cơ bản nó cũng có ba thuộc tính như thế. Đá là mỗi set ba thì nó ba có ba thuộc tính như thế. Đây chúng ta nhìn nhá, tách này, xong còn tách nhá, to lên chút này. Đấy, thì thằng này nó cũng có ba thuộc tính như thế. Thứ nhất là cái thằng mắc này, mình mắc mình đặt bao nhiêu, cái nó tùy mình, ví dụ mình đặt 100 đi. Đó. Thằng thứ hai là cái thằng giá trị hiện tại là progress. À, ví dụ như là 30 đi thì nó sẽ là đấy, và nó có thêm cái gì ạ? Nó có thêm thăm này. Đó. Cái thăm này bản chất là mặc định là nó hình tròn này, nhưng mà hoàn toàn là chúng ta có thể thay bằng hình ảnh khác được. À, thay bằng hình ảnh khác được. Và cái giá trị, một giá trị nữa là giá trị second, đúng không? Second, secondary rất là cái giá trị mà mờ mờ ấy. Ví dụ ở đây là 60 chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy 60 nó chạy đây. Đấy. À, thì là một sigma nó là một cái loại kế thừa từ VS3. Thì mình thử VS3 này nó chạy như nào nhá. Bây giờ mình sẽ code cái phần Java để xem thử nó mình chúng ta tác động với nó như nào. Đầu tiên là chúng ta phải khai báo đây này. Khai báo một cái progress bar đúng không? Progress bar. Ba đi, đúng không? Ta bảo là 31 đi, ba đi. Progress bar. Sau này chúng ta ánh xạ nó đặt ID cho thằng bên này,
Có chưa? À, có ID rồi đúng không? À, đúng cái hàng này luôn à? À, thấy ngon quá, thôi thôi, thôi ngoài. Sau đấy thì chúng ta sẽ anh chạy như nào? Bằng file ID để tác vào cái nó mà, tại nó ta phải chạy. À rồi. Arrow chấm này ID chấm pro red bar rồi. Bây giờ chúng ta muốn thay đổi giá trị cho cái thằng này đúng không? Chúng ta đang đặt đặt mặc định ban đầu là bao nhiêu? Đang đặt mặc định ban đầu là thằng này là 20 đúng không? Thì thằng này thằng pro red bar giá hiện tại tương giá hiện tại nó đặt là không đúng không? Ừ, không thằng 200 thằng này là đặt tầm khoảng cũng tương đương này cũng là không đúng không? Khi nào chúng ta cần như cái gì đấy thì chúng ta phải mới 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 đưa lên thôi. Ví dụ chúng ta tải được cả khoảng 50 100 MB của video 100 MB chúng ta tải được tầm 50 MB rồi thì chúng ta sẽ tải cái thằng này cho thằng này chạy lên 50 đúng không? Còn phim mà chúng ta đang xem là thì cái thằng này nó chạy này. Cái đường phim mà nó chúng ta đang xem cái đường thằng này nó chạy. Còn cái đường băng thông nó tải thì thằng này nó chạy. Đấy. Và thời gian cái chạy đến đến cuối cùng thì thằng này là nó giữ này, cái thằng thằng mắc này nó giữ này đó. Đấy, ví dụ như là ta bảo là chạy đến thời điểm hiện tại là thời điểm chúng ta nói này thì chúng ta phải thay đổi giá trị đúng không? Thay đổi giá trị nào, chúng ta bảo là vô set 3 chấm gì set nó có cái hàm là set set max set min đây này, set max set min đúng không? Set progress là set cái thằng hiện tại. Chúng ta bảo thằng hiện tại nó chạy được đến 40 chẳng hạn. Đấy. Còn cái thằng Project 3 cái thằng là second đúng không? Set second. Đấy, second mỗi set đúng không? Tầm khoảng 200 đúng không? 200 thằng thằng kia là bao nhiêu nhỉ? 200 đúng không? Mắc 200 đúng không? Ví dụ mình bảo chạy được 100 chẳng hạn đúng không? Thằng nó tải được 100 rồi chẳng hạn. Đấy. Đó. Mình hoàn toàn có thể là tự thay đổi được cái mắc hiện tại bây giờ đang là 200 đó. Thì mình chạy một cái xem thử thế nào để chúng ta để chúng ta hiểu được cái cả cái thuộc tính của nó ra làm sao. Chạy thành công nhá, chúng ta nhìn này đấy, chạy được một cái thì cái thằng thứ ba bây giờ là lý do chúng ta đặt từ đầu từ đầu mặt đâu là cái này nhá. Còn cái thằng gì ạ, cái thằng của chúng ta tác động này là cái thằng phía trên này này. Đấy, nhìn thấy chưa? Đây nó đang mắc của nó là đang 200 này, độ dài 200 này. Và chúng ta đang cho cái thằng cố chất là bằng 40 thì nó chạy đến đây. À, thằng này là nó là 100 thì nó chạy được một nửa. Đấy. Bây giờ giả sử như chúng ta tác động lên nó mà một cách automatic một chút đi. Có nghĩa là một cách trực quan một chút thì có nghĩa là chúng ta cho một nút bấm. Cứ một lần bấm này chúng ta tăng cái giá trị lên thì chúng ta hiểu thuộc tính nó hoạt động thế nào. Sau hiểu được thuộc tính nó hoạt động như nào thì chúng ta mới ứng dụng được vào thực tế. À, học thì chỉ đơn giản thế thôi nhưng mà để hiểu được nó thì cũng là cả vấn đề. Nhiều bạn này cứ nghĩ là à thế này chắc là chạy cái này nhưng mà không học thuộc tính của nó, không hiểu thuộc tính nó thì không ứng dụng được. À, quan trọng là chúng ta phải ứng dụng được đúng không? Thì bây giờ chúng ta giả sử chúng ta có thêm một nút bấm để đơn giản ra cho thêm một nút bấm mà kéo một nút bấm vào đấy bắt cần nhé. Đấy, bắt cần. Và chúng ta để cho con này nó neo nó cái này cho nó nằm yên ở một chỗ này. Rồi. Ôi giời, không đi. Rồi. Sau đấy thì ID có rồi này đúng không? À, bây giờ ra gắn sự kiện cho nó thôi. ID chúng ta để mặc định luôn. Nhưng mà nhớ khi lập trình ta không nên đặt như này nhá, đặt phải là có tiền số. Ta gắn cho nó một cái hàm là hàm on click đúng không, ta bảo là làm cái việc gì đấy tác động xử lý cái gì đấy phải biết xử lý cái gì. Sau đấy sang bên này chúng ta định nghĩa một cái hàm xử lý đúng không, nhớ là hàm là có tính độc lập nhá. Đây cũng là một hàm này, on grid nó là hàm này. Và hàm nó là hàm mặc định, nó giống như hàm main ở trong class ấy.
Nó sinh ra là nó khi chúng ta Java nó chạy thì nó sẽ chạy vào cái hàm main, còn ở React nó chạy vào hàm on -click. Rồi ta đặt là public này, void xử lý đúng không? Xử lý này, đối số của nó là một cái view đúng không? Rồi chúng ta làm gì đấy đúng không? Chúng ta bảo là cứ một lần kích vào đây, một lần kích vào đây nó sẽ tăng cái thằng này gì ạ? Hồi chất ba này lên bao nhiêu đấy đúng không? À, chúng ta khóa thằng này lại để mặc định ban đầu nhé. Thì chúng ta sẽ tăng cái thằng này lên 10 chẳng hạn. Còn thằng này thì chúng ta sẽ tăng lên 20 chẳng hạn. À, tải cái bao giờ cũng phải nhanh hơn cái xem đúng không? À, ví dụ vậy. 15 thôi chẳng hạn, ví dụ vậy. Đó, thế thôi, chỉ đơn giản thôi thôi. À, chúng ta hiểu. Và khi mà nó tăng lên đến hết 100 rồi thì chúng ta sẽ phải là gì ạ? Chạy lại từ đầu chẳng hạn, đúng không? If một cái này. If giả sử như là if cái gì? If cái chúng ta lấy về giá trị hiện tại này. Nó khai báo một cái biến int hoặc là không cần khai báo, dùng luôn. Với chất 3 chấm get luôn. Đúng không? Với chất 3 chấm này, ta lại có get. Set thì chúng ta có get, get, vô get 3. Đấy là lấy về giá trị hiện tại. Nếu giá trị hiện tại mà lớn hơn cái thằng vô chất 3 chấm max, get max đúng không? Thì chúng ta sẽ là quay về từ đầu. Đúng không? Thì chúng ta là quay về từ đầu. Ta bảo là chúng ta sẽ set về từ đầu. Set thằng này về 0. Set thằng này về 0 chẳng hạn như thế. Và đồng thời cả cái thằng này về 0 luôn. À, có nghĩa là xem máy phim rồi ấy. Xem phim rồi thì cứ quay lại, xem lại. Rồi, chạy thử. Chạy thành công nhá. Rồi, bắt đầu nó bằng không đúng không ạ? Kích tắt lần này. Ô. Sorry, hình như là đang bị lỗi đúng không? Lỗi thì chúng ta sẽ là xem lỗi, xin lỗi nhá. À, thiếu file UI đi à? Lỗi nhớ là lỗi rồi, cũng xin lỗi này. Xem này, error. Chả thấy có lỗi gì cả. Nhưng mà hình như là mình nhìn ra lỗi rồi. Lỗi của chúng ta là... Đúng rồi, chưa gắn cái gì luôn. Bây giờ thực ra gắn rồi nhưng mà mình gắn sai. Ở đây là xử lý chữ H, là chữ X thì viết, viết hoa. Thì mình trong kia mình sửa thành viết thường. Đấy, thành thế là nó không tìm thấy, thì nó bị lỗi thôi. Rồi, xem lại nhé. Ok, trả thành công. Nó kích nút này. Đấy, nhìn nhá. Nó tăng mỗi lần tăng lên 10, còn cái thằng second nó tăng lên 15. Nó kích kích nhá. Đâu rồi? Ok, như vậy là đấy, nó cứ một lần kích vào đây nó lại phép thế này. Phép này thì là chết rồi. Thì mình sẽ cho một cái biến nào đấy là biến cao đi nhỉ. Int cao. Cao nhá. Sau đấy chúng ta sẽ là cứ mỗi lần thì ban đầu cao sẽ gắn bằng 10 đi, à gắn bằng 0 đi. Đó. Không. Và cứ mỗi lần này thì chúng ta sẽ là set cái cao này. Tăng cao lên, tăng cao lên. Cao này gắn bằng cao cộng 10. Đúng không? Cứ mỗi lần như thế nó tăng lên 10, sau đấy chúng ta set set cái cao này. À, còn thằng này thì cao cộng 5 nhỉ? Set cao cộng 5 đúng không? Đấy, thì thằng này nó cao nó vẫn tăng lên mà. Ok. Đấy, rồi, ta thử lại nhé. Chạy thành công nhé. Chạy thành công chúng ta nhìn thấy là đấy, nó về không chứ. À, cái này kích hết này. Kích hết đúng không? Không phải xong. Như vậy lỗi của chúng ta nhé, lỗi lỗi của chúng ta là nhìn này, có nghĩa là cái giá trị
mà hiện tại này không bao giờ lớn hơn Mac được, thì chúng ta không ạ? À, giá trị vì thế nếu như chúng ta mà lấy giá trị hiện tại nó ra mà để so sánh với Mac thì không bao giờ thỏa mãn được, nó chỉ bằng Mac thôi. Ừ, bằng Mac thôi đấy, do đó lớn hơn bằng Mac thì chúng ta có thể quay về được chưa? À, lớn hơn bằng Mac, hoặc là chúng ta chính xác nhất chúng ta dùng thằng cao này này, dùng thằng cao này là chuẩn nhất, hoặc là thằng này bằng thì được này, nó có thể lên bằng Mac nữa. Mà nó có bằng không, mà nó có bằng được không nhỉ? Có đúng chạy thành công đúng không? À, đây kích 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 này. Kích này. À, chúng ta có thể tốt cái giá trị hiện tại lên đúng không, là chúng ta biết được ngay mà đi bắt cái như thế đấy. Đã quay về này, nó không lên đúng không? Rồi ok, như vậy cái lỗi này là do là chúng ta cứ chạy vào đây chúng ta xét về dòng này về không rồi, nhưng mà chạy ra đến ngoài này khi người ta kích lại lần nữa thì người ta lại xét cái vô xét ba này cao, mà cao này nó đang lớn hơn mắc rồi đấy, thành thế là nó là không quay về được. Thì để cho nó quay về được chúng ta ở đây chúng ta phải soi cái cao nó bằng không đấy, và đồng thời chúng ta hoàn toàn có thể là in cái giá trị này ra để chúng ta biết được là nó là cái gì để chúng ta hiểu. Chấm này z vô z ba đấy, in một thằng thôi nhá, nên bây giờ chắc là nó ok rồi đấy. Chạy lại, chạy thành công nhá. À, nó chạy lại này, kích 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 đúng không? Đấy, nhìn thấy chưa? Nó in ra này, có xếp hiện tại này. Đấy, nó hơi chậm cho so với chúng ta kích một chút. Nó tốt mà, tốt lên đến 200 đấy. Nó bắt đầu thì, đấy, qua, hết rồi nó quay về từ đầu đúng không? Đấy, ok. Thế bây giờ chúng ta phải nâng cấp lên một chút, là có nghĩa là cho nó chạy một cách tự động mà chúng ta không tác động đúng không? À, thì như vậy chúng ta khi đấy chúng ta cần phải có một cái tiến trình ngầm đúng không? Đấy, thì Android nó cung cấp chúng ta một cái tiến trình ngầm khá đơn giản. À, đấy là countdown timer, chúng ta sử dụng countdown timer chúng ta xử lý cái đấy gì cả.